Chào các bạn, tôi là Đức. Trong video này sẽ giới thiệu về giao diện Stator 17. Giao diện Stator 17 dành cho người sử dụng rất trực quan, thân thiện và dễ dùng. Các phiên bản sau thường có nhiều bổ sung cải tiến nhưng luôn giữ chung cách thức trật tự trong cú pháp của lệnh, đồng thời có hướng dẫn chi tiết đi kèm. Người mới sử dụng có thể học nhanh và dễ dàng để ứng dụng trong quản lý dữ liệu, vẽ đồ thị, làm báo cáo, thực hiện những nhiệm vụ thống kê từ đơn giản đến phức tạp, từ thống kê mô tả đến thống kê suy luận. Giao diện chính của Stator gồm hệ thống menu, hộp thoại và các cửa sổ chức năng. Đây là hệ thống các menu và hộp thoại. Các cửa sổ chức năng chính bao gồm cửa sổ lệnh, command ở Windows, cửa sổ hiện thị kết quả result ở Windows, cửa sổ lịch sử lệnh history Windows, cửa sổ danh sách biến variables Windows, cửa sổ soạn thảo do file editor Windows. Người sử dụng có thể tương tác với Stator bằng 3 cách. Cách thứ nhất, sử dụng hệ thống menu và hộp thoại. Cách thứ hai, gõ lệnh trực tiếp vào cửa sổ lệnh. Và cách thứ ba, soạn thảo các lệnh, các tập hợp lệnh trong Do File Editor. Đối với người mới bắt đầu, cách dễ nhất là sử dụng hệ thống các menu và hộp thoại. Stator sắp xếp các menu một cách logic để người dùng dễ dàng tìm được các công cụ cần. Các hộp thoại thì có sẵn các tùy chọn để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Chẳng hạn để vẽ đồ thị, người sử dụng chọn menu graph và chọn loại đồ thị phù hợp. Sau đó sẽ khai báo các đặc tính cần thể hiện trên đồ thị. Các đặc tính tùy chọn đã được thiết kế sẵn trong hộp thoại. Stator sẽ vẽ đồ thị theo những gì mà người sử dụng yêu cầu. Đây là kết quả yêu cầu Stator vẽ đồ thị phân bố thu nhập dạng hình hộp theo quy mô hộ. Khi người dùng đã quen thuộc với cú pháp của Stator thì hoàn toàn có thể gõ lệnh trực tiếp vào cửa sổ lệnh. Đây là cách tương tác thứ hai với Stator. Chẳng hạn để mở một tệp dữ liệu tại cửa sổ lệnh gõ lệnh, để tạo một bảng tổng hợp số liệu tại cửa sổ lệnh gõ lệnh, và kết quả bảng số liệu được hiển thị trên cửa sổ kết quả. Để sử dụng được nhiều lần các lệnh của Stator thì người dùng sẽ tập hợp các lệnh đó trong Do File Editor. Đây là cách thứ ba để tương tác với Stator. Trong cửa sổ soạn thảo Do File hay là Do File Editor, người dùng có thể gõ lệnh trực tiếp hoặc cũng có thể copy các lệnh đã thực hiện từ cửa sổ lịch sử lệnh. Chẳng hạn, tôi chọn 3 lệnh cần copy ở cửa sổ lệnh để đưa vào Do File Editor. Sau đó tôi bấm chuột phải và chọn Send Selected to Do File Editor. Thì 3 lệnh được chọn này sẽ được gửi vào cửa sổ soạn thảo Do File. Trong cửa sổ này, ta sẽ thêm những cái ghi chú cần thiết về những cái chức năng hoặc cái nhiệm vụ mà Do File này sẽ thực hiện. Chúng ta có thể gõ lệnh trực tiếp ở trong cửa sổ Do File Editor này. Chẳng hạn như tôi gõ một nhóm các lệnh nhằm thực hiện một cái mô hình nguồn quy về thu nhập. Đó. Và tiếp theo sẽ gõ một nhóm những cái lệnh để vẽ đồ thị hình tròn. Sau khi hoàn tất thì ta sẽ yêu cầu Stator thực hiện hai nhóm lệnh này. Và kết quả về mô hình hồi quy thu nhập sẽ thể hiện ở trên màn hình kết quả. Và kết quả đồ thị hình tròn sẽ thể hiện ở trên cửa sổ đồ thị. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau trải nghiệm nhanh về Stator 17.
Hãy nhấn thích, đăng ký kênh, chia sẻ, gửi nhận xét để nhận được video hướng dẫn thường sớm nhất cùng các tệp dữ liệu, đúc file và bài tập thực hành. Hẹn các bạn cùng Đức trải nghiệm về phần mềm này trong các video khác nhé!